quốc trường nói gì trước nghi vấn lộ tin nhắn chứa ngôn từ nhạy cảm mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một số tin nhắn nhạy cảm được cho là của quốc trường diễn viên đang gây sốt màn ảnh với vai vũ sở khanh trong phim về nhà đi con nội dung đoạn trò chuyện có khá nhiều ngôn từ mang tính riêng tư và người cùng trò chuyện trong đoạn tin nhắn này là một cô gái đoạn tin nhắn này cũng được cho là chụp từ màn hình máy điện thoại của cô gái này so sánh số điện thoại trên tin nhắn với số điện thoại của quốc trường thì có sự trùng khớp Tuy nhiên, nhiều sao Việt cho rằng tin nhắn này đã xuất hiện cách đây 3 năm nay bị sới lại. Nhiều khả năng, chiêu trò cố tình bới móc chuyện đời tư này nhằm làm xấu hình ảnh và danh tiếng của quốc trường. Liên hệ với quốc trường, anh cho biết mấy hôm này anh bận quay phim liên tục nên không có nhiều thời gian lên mạng. Và nếu có những tin nhắn nào đó đang trôi nổi trên mạng thì anh cũng không có thời gian để bận tâm, bởi anh đang dành toàn tâm toàn ý cho vai diễn trong về nhà đi con. Chuyện có một số thành phần cố tình chơi xấu khi thấy ai đó nổi tiếng không phải là chuyện mới mẻ gì trong showbiz. Mấy tin nhắn này người ta rất dễ dàng, hô biến khi biết được số điện thoại của tôi. Tôi mà biết số điện thoại người khác tôi cũng có thể làm được những dạng tin nhắn như thế. Tính tôi vốn không thích mấy chuyện ồn ào mà muốn làm nghề một cách nghiêm túc, nên không muốn nói gì để người ta kiếm cớ làm tới. Nói gì đó người ta lại nghĩ mình chưa nổi tiếng đã dùng chiêu trò để PR tên tuổi. Tôi muốn giữ hình ảnh của mình sang trọng sạch sẽ và chân thành nhất trong mắt khán giả của mình, quốc trưởng tâm sự thêm. Theo nam diễn viên gốc Cần Thơ, cách đây 3 năm, anh cũng bị tung hình ảnh một số đoạn, chát mạo danh lên một diễn đàn kín dành cho thế giới thứ ba và giới trai bao. Sau đó, bạn bè của nam diễn viên có gửi hình ảnh đó cho anh. Nhưng vì thời điểm đó tên tuổi của anh chưa nổi tiếng nên sự việc nguội lạnh ngay sau đó. Thực tế, với nhiều diễn viên trẻ, khi sự việc này xảy ra, họ sẽ tìm mọi cách thanh minh, giải thích để lấy lại sự trong sạch cho mình. Tuy nhiên, bản thân quốc trường lại không muốn nói qua nói lại khiến anh bị mất tập trung cho công việc. Theo một số thành viên trong đoàn làm phim thì khi câu chuyện xảy ra, nam diễn viên sinh năm 1988 vẫn rất bình thản. Anh không hề bị mất tập trung hoặc căng thẳng khi ra phim trường. Nam diễn viên thậm chí vẫn dùng mạng xã hội bình thường và vẫn giữ tương tác với những khán giả yêu thương mình anh thậm chí còn trả lời tất cả các bình luận của khán giả gửi cho mình trên trang cá nhân bởi thế quốc trường không những không bị ghét dù vào vai sở khanh mà còn được khán giả ngày càng dành nhiều tình cảm đặc biệt lượng người theo dõi anh trên trang cá nhân tăng hàng nghìn đến hàng chục nghìn lượt mỗi ngày và anh trở thành hiện tượng hiếm có trong giới diễn viên trẻ có thời điểm chỉ cần đăng một dòng trạng thái vu vơ hoặc một tấm ảnh bình thường thì cũng đã có vài chục nghìn người vào like bình luận và chia sẻ Quốc Trường Sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi đến với phim ảnh, Quốc Trường từng kinh qua công việc người mẫu ảnh và sau đó tham gia một số bộ phim truyền hình ở khu vực phía Nam. Gần đây sự nghiệp và tên tuổi của Quốc Trường được mọi người chú ý khi diễn xuất khá thành công với vai diễn Vũ Sở Khanh trong bộ phim Về nhà đi con. Đây cũng là một trong những vai diễn phản diện đầu tiên của Quốc Trường, trên màn ảnh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả ba miền. Theo nam diễn viên dù phim này chưa kết thúc nhưng anh đã nhận lời tham gia một bộ phim mới do trung tâm sản xuất phim truyền hình sản xuất và anh mong sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để khẳng định mình trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy này hà tùng long nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất